Mitty và Viu Viu trở thành một trong những sở tìm mơ hot nhất giới trẻ hiện nay. Nếu bạn cũng đã từng xem qua những video của họ, chắc không khó bắt gặp, họ thường xuyên nói béo, béo. Mày có nói được cái câu gì mà hát quả như cô chị mày không? Không ấy ạ. Đéo biết cái gì rồi đúng không? Thế nên là chỉ nói được mỗi câu đi cô chị mày, nhưng mà đéo biết chị mày là ai đúng không? Thôi địch mày luôn, địch mày. Không chỉ Mitty và Biu Biu, bạn hoàn toàn nghe được cách nói này ở công ty, công viên, công sở. Và đến giờ thì nó phổ biến đến nỗi, gần như nhiều người quên mất, nó là một từ ngữ tục tiểu trong tiếng Việt. Nếu có ai đó muốn nỗ lực để dẹp bỏ văn hóa chửi của một dân tộc, thì chỉ có kẻ điên, và đó sẽ là kẻ bị chửi nhiều nhất trên đời. Bất cứ một nền văn hóa nào đều có một góc phong phú những ngôn từ thô lỗ như thế, nó phản ánh một góc cạnh trong đời sống con người nói chung. Nó trở thành một phương tiện để bày tỏ sự phẫn uất hay thái độ xem thường một sự việc hay đối tượng nào đó. Về chữ đéo, nghĩa đen chỉ về hành vi giao hợp với đàn bà. Ở đây không có ý nói tình dục là xấu, tình dục rất đẹp trong hôn nhân và tình yêu, nhưng ngoài hôn nhân và tình yêu đều là xấu. Tương đương như chữ đụ, chữ địt, mà bạn có thể thấy, béo mẹ, địt mẹ, đụ mẹ đều bằng nghĩa nhau, chỉ khác nhau ở vùng miền sử dụng. Nếu bóc tách các lớp nghĩa ra thì quả là tục hết chỗ nói. Ví dụ ai đó nói địt con mẹ mày, hay béo má nó, béo mẹ mày, thì có nghĩa là tao tà dâm với người sinh ra mày. Một ý nghĩa thể hiện sự khinh bỉ và xem thường đến tột độ, như để thỏa mãn cái tôi tức tối của chính họ mà thôi. Cuốn từ điển Việt Bổ La do Alexander Roth biên soạn, ấn hành tại Roma năm 1651. Có thể thấy một số mục từ được chú thích dòng chữ lời nói phải tránh như sau: béo, giao hợp với đàn bà, tiếng tục. Béo mẹ thằng cha, hơi thẳng con của con đĩ, hơi thẳng con của đứa quê mùa sâu xa, ta sẽ làm tà dâm với mẹ mày. Thế nhưng, béo, về sau này được sử dụng với một ý nghĩa khác nhẹ nhàng hơn, là thể hiện sự phủ định, nghĩa là thay vì nói không, thì người ta dùng béo. Ví dụ, không biết, thì nói thành, béo biết. Ngôn ngữ có một tính chất đặc thù, người ta cứ đi mãi, thì thành đường thôi. Dân số Việt Nam vốn trẻ, một thế hệ 8X trở về trước, thì béo, là một từ khó mà chấp nhận được để sử dụng thường xuyên. Thế hệ 9X cho đến 2000, thì gần như đa phần đang cảm thấy nó bình thường, không đến nỗi để đem ra đánh giá tư cách hay phẩm giá. Khi xung quanh bạn có quá nhiều người sử dụng, thì mặc nhiên bạn cảm thấy nó cũng tương đương, như ai đó nói chữ không, và quan niệm của bạn thế nào mới là tục, tự nhiên nó cũng thay đổi theo. Cái xung đột của chúng ta đang đối diện là xã hội tồn tại nhiều thế hệ với nhiều hệ quy chiếu trong nhân sinh quan rất khác nhau. Cha mẹ bạn sẽ khó mà chấp nhận con mình cứ hễ mở miệng là béo này béo nọ, nhưng bạn thì không vấn đề. Có những trường hợp mà biết cách sử dụng thì nghe rất thích, thỏa mãn được cảm xúc hay mong mỏi của người nói, ví dụ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, béo phải của Trung Quốc. Nói như thế vừa thể hiện sự khinh thường, vừa cho thấy sự phẫn uất của người nói, lại mang đậm chất bình dân đơn sơ của người Việt. Tuy nhiên, cách mà giới trẻ hay sử dụng ngày nay làm lệch lạc đi quan niệm văn hóa của đại bộ phận các bạn trẻ trong xã hội. Vì sao? Vì bạn không thể thay đổi nguồn gốc ngữ nghĩa của chính ngôn từ, béo, vẫn luôn luôn là từ chỉ về hành vi giao hợp với đàn bà, thô thiển và cần tránh. Nếu trả lời thật lòng, bạn có muốn những đứa con mình sinh ra, cứ hễ mở miệng, là đéo này đéo nọ không?